Chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hôm nay Hiểu Để Làm Đúng sẽ chia sẻ một cái video giới thiệu với các bạn một cái tủ tòa hàng một pha để sử dụng cho hộ gia đình từ tầng trệt lên tầng lầu. Thì ở đây thì khách yêu cầu mình làm 2 tầng. Thì đây thì mình lắp xong rồi nè mọi người. Đây là ba công tắc hành trình. Mình có ghi là hành trình 1 nè, là để ở tầng trệt ha. Hành trình 2 để tầng lầu. Còn hành trình là để ngay cái cửa, hành trình 3 là để ngay cửa. Khi nào mà hành trình 3 nó có người đi vào á, đóng cửa lại ha, thì đá hành trình này thì bắt đầu nó mới cho cái tủ hoạt động được. Đó. Đó là nguyên lý. Thì ở đây thì có hai cái hộp nút nhấn. Thì mình muốn để tầng nào cũng được, nghĩa là đây là một trên tủ thì nó đã có một rồi, thì ví dụ như tủ mà mình sẽ để theo cái tờ là trên cái tờ luôn, trên cái thùng tờ. Còn cái này thì để ở tầng trệt, cái này thì để ở tầng lầu. Đấy là ba cái vị trí, ba vị trí không rồi, thì nó như vậy. Mình lúc nào thì cái tủ mình thì mình để trên trên cái thùng để tờ hàng rồi, thì lúc đó thì mình khi mà mình vào thùng mình muốn vận hành thì mình vận hành trên cái tủ, còn mình ở tầng trệt thì mình vận hành bằng cái này, còn ở tầng lầu thì vận hành bằng cái này đó, gọi đi tầng ấy. Thì sơ lược về cái màn hình mặt ngoài của tủ thì nó sẽ gồm có một cái đèn nguồn báo nguồn 220V và cái nút dừng khẩn cấp, dừng khẩn cấp, và đây là nút chạy xuống, đây nút dừng và đây nút chạy lên. Thì mình cùng vào bên trong cái tủ coi như thế nào mọi người. Đây thì bên trong cái tủ lên đây là cái hệ thống DJ nè mọi người. Còn cái này thì đây là cái CB 30A, CB nguồn nha. Thì nguồn vào đầu trên và nguồn qua khởi nguồn từ nè. Đấy thì mình màu pha thì mình xài hai dây nè, dây lửa là dây đỏ nè, khởi một cầu qua khởi hai, khởi nguội màu xanh cầu khởi hai. Còn bên dưới này thì mình lấy một dây chung ra, một dây chung ha, cho nên mình cầu dây lửa với lửa ra một dây chung. Thì ra dây này thì mình đi ra dây chung là dây màu đỏ là dây chung, còn dây màu vàng là khi mà khởi này nó hút thì chạy xuống. Còn dây màu xanh bên đây thì khi nào bên màu xanh hút thì đây nó chạy sẽ chạy lên đó. Còn đây là các chân mà nguồn vào nè mọi người. Nguồn vào ha. Đây là nguồn vào 220V thì tôi có dán 220V nè. Còn đây là các tiếp điểm đấu nối thôi. Đấy. Đây là hai chân chân số 1 á là lửa của nút nhấn tại tủ thường đóng ha. Thường đóng thì dây này nó sẽ dời thường đóng của một hộp nút nhấn điều khiển ở tầng trệt. Đấy. Rồi dây sau thường đóng nút nhấn tầng trệt thì về đây, còn dây này thì nó sẽ cầu qua đây và đi về trước nút đó, trước thường đóng của nút nhấn tầng tầng lầu, và sau nút nhấn tầng lầu thì sẽ về đây và nó đi lên bộ nút nhấn điều khiển và đi lên các dây duy trì. Còn dây này là cái dây duy trì của nút nhấn, dây chung, dây duy trì nè, dây màu trắng, dây màu xanh là dây nút chạy lên. Còn dây màu vàng là nút chạy xuống, sao nút chạy xuống. Còn đây đây là dây chung của hành trình, dây màu đỏ là hành trình tầng trệt, dây đỏ hành trình tầng trệt. Còn dây màu vàng là hành trình tầng tầng lầu, dây trắng này là dây chung. Còn hai cái dây trắng cuối cùng này là hai cái dây mà khóa khóa an toàn của cửa, nghĩa là khi đóng cửa vào thì nó mới cho cái tủ hoạt động này, này. Thì bây giờ tôi sẽ ghim nguồn và tôi test tủ thử mọi người xem. Đấy, thì cái này là đèn nguồn nó đã sáng rồi nè, nó đã có nguồn rồi mọi người. Thì lúc này chúng ta vận hành thì không có được ha, không có được. Tại vì cái cửa nó đang chưa có đóng lại. Thì ở đây, cái hành trình này. Nếu mà đóng đóng cửa lại thì nó đã hành trình này ha mọi người. Nó hành trình này. Thì cái hành trình này lúc nào nó cũng phải là luôn luôn là luôn luôn là ở trạng thái được cái cửa đóng này nó đá này lại thì nó mới cho vận hành. Bây giờ tôi sẽ vận hành lên nè. Ví dụ như nó đang tầng trệt thì tôi vận hành lên đấy. Thì mọi người thấy đó.
thì cái đèn lên thì nút nhấn thì nó sẽ báo là đang chạy lên ha. Đang chạy lên thì cái khởi động từ bên đây nó sẽ hút vào đó. Thì lúc đó thì động cơ nó được cấp nguồn bằng dây cái dây đỏ và dây xanh à. Động cơ này động cơ ga 3 dây thì khi nào mà nó chạy lên thì sẽ đá hành trình này à, hành trình này hiện giờ tôi phải dựng cái hành trình này, bây giờ tôi sẽ gạt này mọi người xem đấy, thì ngưng ha mọi người, ngưng thì lúc này mình nó đang ở tầng lầu à, thì giờ mình bấm xuống đấy thì nó sẽ chạy xuống thì nó sẽ ngưng đá hành trình này. Và cái khởi bên trong thì cái đây cái khởi số 1 nó hút à, khởi số 1 nó hút thì lúc này thì động cơ được cấp nguồn bằng dây đỏ và dây vàng hết mọi người, dây xanh thì khởi này nó không hút thì không có điện. Đây. Rồi thì lúc này ví dụ như mà nó chạm hành trình này thì nó không ngưng, đây là hành trình trên tầng lầu ha, đây là hành trình tầng dưới nè, thì ví dụ như đá hành trình tầng dưới thì ngưng đó, lập tức thì động cơ ngưng. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi sẽ gọi lên tầng, tôi đang ở trên tầng tầng trệt nè, thì nút nhấn tầng trệt lúc này thì tôi sẽ bấm nút xuống nè, nút vàng nè, đấy thì chạy xuống nè ha mọi người, xuống thì khi mà nó chạm hành trình xuống thì nó ngưng. Lúc này nếu mà chạm hành trình xuống ngưng á, ngưng rồi thì mình bấm xuống nó không có được ha, chỉ có trường hợp là bấm lên thôi, thì chúng ta sẽ bấm lên à, lên đấy, bấm lên thì nó sẽ chạm hành trình này ngưng ừ. Còn hành trình này thì lúc nào khi mà mình ra mình mở cửa ra cái cửa chưa đóng lại thì không có vận hành được à, không vận hành được hay mọi người lưu ý như vậy. Bây giờ tôi dùng cái chân tôi kẹp giữ cái hành trình này, nó cố định gì thì tôi làm cho mọi người xem. Đây bây giờ tôi sẽ đang ở tầng lầu nè, tôi bấm xuống nè, đấy xuống thì ngưng đấy, bấm lên. Nếu mà đang chạy mà mình đang ở trong cái thùng thời hạn á, thì mình muốn gặp sự cố gì thì mình bấm nút dừng thì nó dừng liền cái thời hạn mình thôi ha. Lúc này thì không còn vận hành được nữa hết mọi người. Khi nào mình mở này ra thì lúc đó chúng ta mới vận hành lại bình thường. Đây. Thì hai cái khởi động từ bên trong thì tôi dùng hai cái loại khởi động từ này là có phá cơ luôn ha. Phá cơ, tôi vừa phá cơ và tôi vừa phá bằng điện luôn. Đây khi mà khởi nó bên kia hút thì đẻ khởi này xuống bằng tay thì nó cũng không có hút được. Hai khởi đồng thời nó không hút được đồng thời. Đây thì đang chạy lên nè. Đang chạy lên ha. Bây giờ chạm hành trình này. Chạm hành trình trên nè. Lúc mà nó đá hành trình trên thì chúng ta bấm lên nó không bao giờ chạy được ha. Mọi người thấy không? Không có khởi không hút ha. Chỉ có bấm xuống thôi. Đấy bấm xuống. Thì bắt đầu nó chạm hành trình này nó ngưng. Đấy. Thì cái đó là cái nguyên lý hoạt động của cái tủ ha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi gửi video cho khách xem, nếu mà ok thì tôi sẽ giao cái tủ này cho khách hàng à. Thì cái video mình đến đây kết thúc, xin thân ái chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ha, chào tạm biệt.